Vũ khí, vật liệu nổ xuất phát từ các nguồn khác nhau. Vũ khí, vật liệu nổ sau chiến tranh. Để kiểm soát cái gặp tai nạn bom mìn thì rủi ro thì về bản thân thì em cũng thấy rất buồn về vất vả trong cuộc sống. Phong tục tập quán. Các vùng dân tộc đó là sản xuất các cái vũ khí thô sơ, sản xuất các cái vật liệu nổ để là săn bắn, để tổ chức cái là phòng vệ. Vận chuyển qua đường bưu chính. Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ trên toàn quốc đã phát hiện và xử lý 26.198 bưu gửi có chứa 28.661 các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nói là số lượng rất lớn. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, công an các đơn vị địa phương đã vận động giao nộp 496 khẩu súng các loại, 3.902 viên đạn, 68 quả bom mìn, lựu đạn, đầu đạn, 8,1 kg thuốc nổ, 20 kíp nổ, 186 công cụ hỗ trợ, 1.453 vũ khí thô sơ. Phát hiện bắt giữ 113 vụ, 210 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 64 khẩu súng các loại, 4.970 viên đạn, 2 lựu đạn, 281 kg thuốc nổ, 2.380 kíp nổ, 37 công cụ hỗ trợ, 114 vũ khí thô sơ. Trước tình hình phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngày 13 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 105 KHBCA C06 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Bộ Công an đã ban hành quyết định số 2010 QĐ-BCA C06 và quyết định số 2026 QĐ-BCA C06 về thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai thực hiện kế hoạch trên. Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Công an ban hành một cái kế hoạch nhằm ba cái mục tiêu. Cái mục tiêu đầu tiên là phải nâng cao cái hiệu lực quản lý nhà nước về công tác này. Trong đó trọng tâm là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mà đặc biệt nhất là những cái điều cấm cá nhân sở hữu vũ khí vật liệu nổ. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là tổ chức tổng kiểm tra trong tất cả các cái lực lượng, từ quản lý cho đến các cái đối tượng được phép sử dụng, được phép kinh doanh, được phép mua bán, xuất nhập khẩu vũ khí vật liệu nổ và các cái đối tượng được trang bị, để mà tổng kiểm tra lại xem cái việc chấp hành pháp luật của các cơ quan này. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an để mà vừa là đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn rồi xử lý các hành vi có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các đơn vị địa phương khẩn trương có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch số 105 KHBCA C06 của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an tỉnh Hà Giang đã tích cực phối hợp với các huyện giáp biên giới, đặc biệt người uy tín trong cộng đồng, vận động bà con giao nộp hàng trăm loại vũ khí, vật liệu nổ các loại, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc kiểm soát tình trạng sử dụng vũ khí tự chế trong nhân dân. Trước tình trạng đó, Công an các huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thì chúng tôi đã xây dựng văn bản hướng dẫn cho Công an các xã để tuyên truyền đến tận thôn bản cho bà con để nắm được về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, về nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân đối với công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ. Anh ơi, dây đỏ mùa đâu, anh ơi, dây dẫn làm như thế nào? Rất là nhiều comment và nhắn tin luôn các bạn ạ. Thì mai tôi sẽ rút rất nhanh các bạn. Nếu tìm từ khóa vũ khí tự vệ hay hướng dẫn sản xuất pháo nổ thì trên mạng xã hội có 4.000 kết quả tìm thấy. Các đối tượng này bán các cái vũ khí công cụ hỗ trợ này ra ngoài, là nó gây ra nguy cơ tiềm ẩn rất cao về các loại hình tội phạm khác.
gây mất an ninh trật tự như các cái tội cướp, tội gây thương tích này, đấy đặc biệt có thể là dẫn đến trọng án, vì là các đối tượng ở ngoài là mua bán các cái công cụ hỗ trợ này rất đơn giản, chỉ cần một cái cuộc điện thoại, sau đó hẹn nhau ở một cái nơi vắng và bọn chúng là bàn giao xong cái giao dịch là mua bán cái công cụ hỗ trợ này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Hoàng Anh Ngọc, sinh năm 1990, có hành vi buôn bán trái phép các loại sản phẩm là công cụ hỗ trợ thông qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian theo dõi và nắm bắt các di biến động của đối tượng Ngọc, cơ quan điều tra đồng thời kiểm tra tại nơi ở của Ngọc, phát hiện thêm nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác như súng cao su, gậy ba khúc, tuyếp sắt gắn lưỡi lê, dao nhọn dạng móc khóa, bình xịt hơi cay, dao gấp. Số vũ khí đồ vật trên là Ngọc khai nhận đều mua tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh thông qua các công ty vận chuyển. Thì nguồn, một cái nguồn có thể nói là giao trên mạng xã hội như Facebook, Zalo vân vân, rồi các cái cửa hàng online. Đấy thì mình đều có. Các đối tượng tháo rời các chi tiết bộ phận vũ khí, công cụ hỗ trợ đưa vào các gói linh kiện để chuyển theo cái đường vận chuyển theo cái đường bưu điện. Thế và nó chỉ cần đến có số điện thoại, không ghi địa chỉ để tránh phát hiện. Khi được truy xuất về nguồn gốc của kho hàng thì Ngọc khai nhận đặt mua qua các mạng xã hội của Trung Quốc, sau đó chuyển qua biên giới về tập kết tại kho. Giá trị hàng hóa khi bán ra thì Ngọc sẽ được lời gấp đôi và thu nhập hàng tháng của đối tượng lên tới hàng chục triệu đồng. Thì cũng không hiểu rõ lắm. Thì cứ nghĩ là nó ở một mức độ nào đó bình thường, có thể là nhắc nhở chứ không phải là vi phạm về mặt hình sự. Để triển khai kế hoạch 105KHBCA, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Bộ Công an sẽ chủ động phối hợp với công an các địa phương đấu tranh với các chuyên án liên quan đến mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng. Triển khai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà sản xuất dịch vụ sàng lọc, ngăn chặn các trang hướng dẫn mua bán, trao đổi thông tin có liên quan đến vấn đề này. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, tại Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã tiêu diệt hai chủ ma túy Nguyễn Thanh Tuân, sinh năm 1983, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1984. Quá trình đấu tranh, cảnh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục đầu thú, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà còn chống đối. Sau nhiều giờ bao vây, lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt Tuân và Thuận, bắt ba đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn. Khi nhận được cái kế hoạch của Bộ, thì Công an cũng đã xây dựng cái kế hoạch số 85 để mà xây dựng cái chương trình hoạt động. Chúng tôi tập trung vào 3 vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là tăng cường các điều tra cơ bản, xây dựng các cái phương án tác chiến ở các cái địa bàn mà đơn vị của chúng tôi đóng quân. Hai là tăng cường các tuần tra kiểm soát, phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Cái thứ ba là chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ra quân khi các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương yêu cầu. Để xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm liên quan đến hành vi này rất tinh vi. Các đối tượng không ra mặt trực tiếp, đều qua trung gian. Cần tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường chỉ đạo công tác nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản. Công an các đơn vị địa phương cần tăng cường xác lập chuyên án điều tra, làm rõ để truy tố, xét xử án điểm. Xác lập án điểm để truy tố, xét xử xử lý điểm. Vì thực ra là chúng ta đây có thể chúng ta truy tố xử những cái vụ án khác nhau, nhưng mà cái liên quan đến cái hành vi mà vũ khí này thì cái án điểm xác định như này không nhiều. Và mà tôi nghĩ rằng án điểm là cái án mà nếu chúng ta tuyên truyền tốt thì cũng là cái răn đe. Buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được các đối tượng vận chuyển trên các tuyến giao thông đường bộ, nhất là các bến tàu, bến xe. Tuyên truyền cho các lái xe nâng cao cảnh giác đấu tranh với các đối tượng này được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên thực hiện. Thì mình cũng phải nhắc nhở hành khách không được vận chuyển, mua bán, tàng trữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo. Tất cả các hành vi đấy là đều là hành vi nghiêm cấm. Lực lượng cảnh sát giao thông qua các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy đã có kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 105KHBCA-C06 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm,
vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lĩnh vực chủ yếu là tuần tra kiểm soát trên các lĩnh vực sắt, thủy, bộ. Thì chúng tôi thấy là chúng tôi phải trong cái kế hoạch sẽ nêu cụ thể về cái nắm tình hình, rồi cái phương pháp kiểm soát để làm sao là kịp thời phát hiện cái vũ khí vật liệu nổ trên. Và trong năm 2019 thì chúng tôi cảnh sát giao thông đã phát hiện là 265 vụ, và trong đó thì phát hiện thu giữ là 67 khẩu súng, rồi nhiều mấy 500 viên đạn. Đấy, thì tôi thấy là và vận động là thu nộp là 2 khẩu. Việc triển khai thực hiện kế hoạch 105 KHBCA C06 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Với chủ công nòng cốt của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương, các cơ quan tuyên truyền và nhân dân cùng vào cuộc. Là đảm bảo vận động được tối đa người dân và các cái tổ chức cơ quan biết và tham gia để giao nộp. Và cái thứ ba là chúng ta triệt phá các cái đối tượng để không cho đối tượng là hoạt động phạm tội trên cái hành vi này để gây những cái thiệt hại cho các cái tổ chức, các cái cá nhân trong cái của xã hội. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2020, cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực. Công an các địa phương phải triển khai kế hoạch đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tuyên truyền vận động người dân hiểu được nội dung ý nghĩa của cao điểm này.